Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn kể lại câu chuyện nỗi dằn vặt của Andreka bằng lời của cậu bé Andreka. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài kể lại câu chuyện nỗi dằn vặt của Andreka bằng lời của cậu bé Andreka. Bài làm có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng tôi đã mắc phải một lỗi lầm không bao giờ sửa được. Tôi đã mất đi người thân yêu của mình. Lòng tôi không khỏi chua xót cho mãi đến tận bây giờ. Nó vẫn cứ à, vẫn cứ dằn vặt tôi mỗi khi nhớ đến câu chuyện năm tôi lên 9 tuổi. Tôi sống với mẹ và ông nội ở một ngôi nhà nhỏ ở gần bờ sông Volga. Bố tôi đi công tác xa nên ít khi về thăm nhà được. Ông tôi 96 tuổi nên sức khỏe của ông không được tốt. Vì gia đình tôi có người già nên những người hàng xóm thân thiện thường đến nhà tôi chơi. Căn nhà lúc nào cũng ấm áp những tiếng cười vui vẻ. Một buổi chiều, tôi nghe thấy ông nói với mẹ tôi: "Bố khó thở quá." mẹ tôi vội vàng đỡ ông nằm xuống giường rồi dúi vào tay tôi tờ giấy ghi tên thuốc nói con chạy nhanh đi mua loại thuốc này cho mẹ nhanh lên con nhé tôi liền nhanh nhẹn đi ngay đường từ nhà tôi đến hiệu thuốc không xa nhưng lại qua một sân bóng rộng thấy tôi bọn bạn gọi Andreka ơi vào đây chơi với chúng tớ đi tôi thầm nghĩ hay mình cứ chơi vài phút rồi đi mua thuốc, chẳng sao đâu. Đắn đo một lát, rồi tôi cũng quyết định nhập cuộc. Mãi đến khi sút bóng vào lưới, nghe bọn bạn reo hò, tôi mới sực nhớ đến lời mẹ dặn. Tôi chạy như bay tới cửa hàng để mua thuốc cho ông. Các bạn biết không? Khi tôi vừa tớ mới bước vào phòng ông nằm, tôi thấy mẹ tôi đang gục xuống người ông khóc nức nở ông tôi đã qua đời tôi hốt hoảng hai chân khuỵu xuống tôi nghĩ chỉ vì mình mải chơi bóng mua thuốc về chậm mà ông chết tôi òa khóc nức nở và kể hết mọi việc cho mẹ nghe mẹ tôi xoa đầu an ủi andreka con không có lỗi trong chuyện này chẳng có thuốc nào cứu được ông cả ông mất khi con vừa mới bước ra khỏi nhà nhưng tôi không nghĩ vậy tôi hối hận quá giá như tôi đừng mãi chơi bóng mua thuốc về kịp thì ông tôi vẫn còn sống thêm được ít năm nữa đêm đó tôi ngồi, ngồi dưới gốc cây táo ông chồng khóc nức nở khôn nguôi hành động mãi chơi của mình và cái chết của ông tôi mãi làm tôi dằn vặt day dứt suốt đời các bà ạ mỗi khi chợt nhớ tới ông tôi vẫn nghe đau nhói trong tim các bạn chớ ham chơi như tôi mà để xảy ra điều đáng tiếc nhé. Bài văn kể lại câu chuyện nỗi dằn vặt của Andreka bằng lời của cậu bé Andreka. Đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo. Kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.